âm đi buôn xa họ bình gặp đâm lăng xa tích yêu e krong cầu rạ này dì chàng mau kru hà bụi đùm mừng hà nâm tích kinh e krong cầu lâm cân trực yên phòng mau đoạ bố lũ kru hà bụi đùm mau bố lũ grum nuôi việt đùm tích nó quay mạ nội gầm lâm a lũ phù cầm xa dũng liệt cân trực yên phòng mau đoạ bố lũ cân trập đỏ đô bị la cơ sạ nộp kram dình bỏ tàu dì cân năng lâm nịnh kram dình rút ngắt nâng lẻm kra sẽ nên anh quay mạng nội cầm làm gửi gửi thật kre đồng đầu gửi thật kre dễ đồng sơn bồn đi cứ clay đi cái giá cơ lọ kỳ bì đá cơ clay bìm nèm bọa dùm kra lẽ nên bìm lìm nâng nọ tích kinh dễ ea krong cầu làm mì nụ gửi ea krong Amit Lê Việt Nga, Lem Đại Bro, Khoa Sang Đường Biên Ngân Rập Chà Rạ Bắc Ninh, Lê Nân, Ayong Nguyễn Văn An, Lạc Tuy Đó, Ano Quài Mạ, Mừng Cần Rập Đô Đô Thun Sai Bò Đô Pan Tú Kỳ Chụp Lột Lào. Dọc theo bờ Nam Sông Cầu thì có những cái di chỉ thuộc về thời đại... Cô Tuy Lê Phà Thung, Ea Krong Cầu, Mộc Kru Hà Bụi Đưa Minh Nục Cư Lô Tô Ea Công. Ta Lê Lô Lê, Đoạ nô gru đường làm cần triệt yên phong, mau gru quả cam, gru tê xạ dũng liệt, tìm bạc gầm. Bên hôm cả nít nô quải mã lắc thu nì lọ gì. Amit Nga lệ nâng a yong an, tùy đoạ gọi sang Amit Nguyễn Văn Mỹ, lên đề bọa khoa bí thư xạ dũng liệt. Tê sang Amit Mỹ, tùm kle hưng thâu cơ kle quải mã thu nì lọ gì, mau dạ bếp làm hạt rùm chi gru bụi đường đảng bộ xạ. Cây giật lìa, miệt mỹ hơn thâu cơ sở chôm núi tổ khả tiếp, làm cây quái mã lạc thổ năn. Thôn xe bò tổ bàn tố cơ chụp lột lào, cây quái mã tìm bà gầm, răng đoá bốc cơ rập tổ tổ đường. Ê tệ năn, co cơ xìm lăng nít hên, hong cây hơn mừng ở dòng bích. Rạ này, ngạ con nạn rú, bọa yêu thơ rơ mừng gần riêng. Amit Đào Văn Bích, núi lem bích quay mã cất rập đường tiện nốt nội gầm thôn sẽ bò tụp bàn tố cứ chụp lột lao mừng cày quay mã mồm cổng chính miệt bích đúc hem tới sáng ra đại học tổng hợp hạng nhân lê rồi quay mã thôn sẽ bò tụp bàn tố cứ chụp lột lao bộ kết thông bra hợp bụi đường đầu văn bích chi ra lệ nhân ruột hem tới sáng ra không cày cơ xiêm đoạt guru nội gầm trong cái luận án tốt nghiệp ấy. Lâm Hạ Chi Rượi Rèm, mày em là nị, thôn mừng nội gầm, gỡ màu khăn hoa gru gò mùn, nuôi, lâm gửi lê núc xảy nướm. Cái thời kỳ đồ đồ sắt sớm, tức là nó khoảng 3.000 đến 3.000 rưỡi năm. Tức là nó... Lâm bro gầm tròi bầu trúc tròi bòi mà tụi thân. Bật đá gỡ, bìm có ai nụ gửi lê con, hong ai nụ gửi xảy khăn. Sẽ nên gỡ màu làm bầu khu nạc cụ thật kết hình nụ gươm tàu Hùng Vương. Này lẽ, ông nụ dạ phép đứng cất rập đô đô mừng cây quái mạ cất rập đêm nội gầm thôn xe bò tụ bàn tú khi chụp lột lâu. Đúng ngăn rập tị ông nụ nội gầm một căm bà đoài bùl. Ý bùl tạo xa, màu đứng cất rập một căm dình xe xì dôn e côn dôn bò tàu. Để bố tận tòa mò đứng cất rắp xe xì, ạc có bàm, ạc con điết bóng mò dập. Răng rung cây dâu hồng dung bà tàu, lẫn anh dung ạc con. Mòm nhằm nhòl, biểu mạ can, ạc mò đoạc bố tì nội gầm, xin anh bì đắc cầm đi bôn sang tệ năn. Hà tiếp, hồng bà hiu loàm ná, lẫn anh hiu mạ can riêng gầm ạc con. Mừng nội gầm, trôn nào lưu ea krong cầu, gầm mê ma km, trô tí kịp bình chữ quả cám, lâm xã Hòa Long trước Yên Phong. Mừng lắc ạ cọ, tùm thôn của chú lô hí nụ gửi thôn nỉ lâu, đoạ bụ gru quài mạ, mòi nụ gửi thôn dê hòng gru nội gầm. Đ
tòa bố gru quay má môi nụ gửi thôn dễ hồng gru nổi gầm. Nên lẽ, tên này bố quay má cất rập đường lạc nần tòa bố cất rập tòa đồ bề đá cất lẻ hạ tếp nuôi Việt đường lẽ nần bì màu tệ nộp quả cám. Cây đá đìm sát hán, gỡ màu dắp ăn nộp làm trả bằng ninh, làm nần màu gru đường quả cám. Nữ buôn sang tòa bố sát hán, có do em nuôi một căn lại quay ở mỏ ta có do e hay mà dàn ngã lừa rai nên đoạt bô lúc cái đập đường gửi hán em sẽ gì ở bụng khăn lại nên nâng mực ẻ công màu đường làm sạt hán rất nhiều cái đồ vật thời hán như đồ gốm và đồ đồng nó là cái hiện vật đồ tùy táng trong cái mộ hán xưa đó. Đừng cất rập đồ đồ đường tì quả cám, ở tục giả béo tì sang đường béo mò lúc cất rập xe xì, cam phạt lòi bùl phân. Hãy bố tài lâu lẽ, nâng kra học ẻ công xe xì, ở cọ bàm thông con nút. Hãy bố tài đoà lẽ, đúng cất rập xe xì, gọ ẻ công, lẽ nần cất đào học ẻ công. Hãy bố tài lâu, đúng cất rập xe xì, dông ẻ công, lẽ nần càng vác ẻ công. Đừng cất đập đồ đồ bị đá khôn hoa cổ thật kre, rút bọc bồ làm cất đập ạ công. Cái này bởi cất đầy thọ tình cá bó xuôi tì gru gò cám, dính ảnh ốc nụy đùm hạ tình ta làm khôn hoa cổ thật kre đông sơn. Mọi nụ gờ thôn làm bồ, đoài bòi mái tốt trốt lòi bỏ thôn. Thuộc lền văn hóa đông sơn, có liên đại cách ngày nay khoảng từ 2.500 đến 3.000 năm. Cái bây vào quả cám, xã Hỏa Long, cái trước yên phòng trà rạp Bắc Ninh, gầm 2 km. Làm bồ đòa bút thu nê lộ đi. Đừng phương kèm bọa cái xìm cái rạp đường đòa bố, gru thả rạc kèm đi buôn sang kinh dễ ea cồng cầu. Miệt Mỹ, nuôi tuôm nó quay cái rạp đường lạc thuận ăn. Brong chu abu khang nai mo do bo mang thun tu pan plu tu pan hlak kan nang bra sang chi ya break kam ni bon sang kra brong chu break sanan bo he abu khang dum ta lai lau quay ma bang mro sa nai le yêu bang mro sa của những cái lò này trong tất cả cái khu vực ở đây là có rất nhiều cái lò đấy. Luôn lúc này yêu lại bằng mro sa nong quay ti kring mro sa bo tu pan tal brong chu này. Chỉ riêng khai quật khu vực hồ số 1 này nó. Đùm tàl bồng chỗ này dễ hong kring tùr ea krong, chẳng tắp hong tùr ea krong lạc ea rõ. Hoàn toàn ở khu vực gần đáy sông, ngang ngang với cả mặt đáy sông, lúc cạn nhất của đáy sông. Này lẽ, bồng chỗ ở bộ khẩn màu quài mã lạc ở cõi nụ cơ thôn đọp lúc. Đùm phùng kre khăn hôm kla nít, bồng chỗ này mòi nụ cơ thôn tàl đổ băn lễ nần tàl lúc. Gào ấy bé. Pluhi nuk gil thun dum ti brong chuh abu khang aduk rong. Mừng dum kết rập nâng mô dạ bèo này. Mừng dum kết rập nâng mô dạ bèo này. Dum phung kre kinh hào bìm kla nít. Nách kra brong chuh abu khang mô kat ta rai lam lam gu tu ro ea krong. Tại nên, nuôi Việt y nuk gil thun tàl dô pan lễ nâng tàl plo. Bị chuh bùi lam brong chuh abu khang này. Brong chu abu khang này jing klay jum pan nan le lam kring bi da yui abu khang mom kram jing ti Bắc Ninh ti Việt Nam a mo yo mung nok kan o dum ke drap do do mo do bu ti yeo ya krong kau ke triek yen phong bre bu kle ti da kru thar kre nu viet dum yeo ya krong kau na nao hong kle di ka yara những cái di chỉ khảo cổ thuộc địa bàn huyện Yên Phong mà đã được phát hiện. Đêm ăn ốc gru đêm làm cái trước Yên Phong mò đoạt bút. Bị đá lẽ cơ con hoa gru thật kết gõ môn, ea công, đồng sơn. Gru thật kết bị là cơm nuôi Việt đêm. Người Việt cổ. Qua khai quật ở nội gầm, ở quả cảm, thì nó nói lên một điều là đến cái thời kỳ Hùng Vương. Mừng lại quay mạng thì nội gầm, quả cám, bị đá trúc cơ nụ gầm tàu Hùng Vương, làm cực trực Yên Phong, mò lúc bước sang lạ buồn, đâm dùm nuôi hạ đẹp đà, bị đá cơ dùm nuôi lạc gầm tàu Hùng Vương.
đâm gru quài má, cắt rắp tổ tổ mừng làng xa, yêu e krong cầu, dinh gru thật kết, cắt rắp nâng bì đá, cực lê dinh chai đi la ra, ông mồm chứ mừng nữ buồn sang tệ này. Nên lệ, đâm cắt rắp tổ tổ bì đá, cực khó hà tếp, mừng đâm cư lì nục núi, bị truyền bếch, làm gru hợp bụi đường dưỡi nà đâm nì bầu thuần. Còn dinh khó hà gru thật kết bắt xem, mừng kinh bực sang lạ buồn dạy e krong cầu.